Hôm nay là thứ bảy, 2 ngày nữa tuần mới sẽ đến. Thơ xin gửi riêng cho 6 con giáp Ngọ, Dậu, Hợi, Mùi, Dần, Thị những điềm báo hung cát thăng trầm cho tuần mới để các bạn được thay đổi cục diện tương sinh. Tuần mới bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 6 âm lịch như sau. Thứ nhất, đây là một tuần rất là thăng trầm, có sự dịch chuyển trong công việc, các bạn có thể là mất việc hoặc là thay đổi công việc khác. Cái thứ hai, trong tuần này rất đen về mặt tiền bạc, có hạn mất của hoặc là rơi ví tiền, cẩn thận tư trang nơi đông người. Cái thứ ba, trong tuần mới này có cát tinh may mắn là ngọc lợi, các bạn làm ăn mua bán vô cùng thuận lợi, có lộc trúng thưởng rất là cao, đổi đời nhanh lẹ. Cái thứ tư, có thể trong tuần này tình duyên không được may mắn, các bạn sẽ chấm dứt được tình cảm hiện tại, thậm chí là có thể là ly hôn, các bạn rất là mệt mỏi trong cái mối tình hôn nhân hiện tại. Cái thứ năm, đầu tuần vui vẻ, các bạn sẽ có quý nhân giúp đỡ về mặt tiền bạc, tương sinh cho bạn một cái số vốn để các bạn làm ăn cho thời gian tới. Cái thứ sáu, mèo xả vận xui hay nhất trong tuần này là mang theo bên mình một túi lọc đồng tâm dây chỉ đỏ để hỗ trợ may mắn tương sinh lộc tài. 6 con giáp hãy nhanh tay xả vận xui tại đây và đón chờ may mắn cho tuần mới nhé.